thử gà đẫm sốt cay và sốt gia vị 30 cành. Chỉ có tại một cái rơi mà đi đâu cũng thấy. Nhớ là phải đi đúng chi nhánh gà rán Mr. Thịnh trong clip thì mới mua được nha. Tự mình ở Thủ Đức xin chào. Với số tiền ít ỏi còn lại của cuối tháng mà vẫn muốn được ăn gà ngập mặt là nhắn ngay tới Mr. Thịnh à. Nay mình ăn ở chi nhánh ngay đối diện trường tiểu học Bình Triệu nha. Mỗi lần mà đi ngang qua thôi là phải hướng mắt về cái quầy rà đan chỗ này vì quá là hấp dẫn. Thấy quá trời bạn được ba mẹ chở đi mua luôn á. Giờ vô việc chính nè. Mình order sương sương 6 món thôi mà tổng hết có 165 cành à. Đùi gà sốt gia vị 30 cành, cánh gà sốt cay 30 cành, gà viên sốt cay cũng 30 cành, cánh gà truyền thống 25 cành, chả đào 15 cành và khoai lang lắc là 20 cành. Một phần gà đây đầy đặn lắm nha, ăn kèm khoai tây chiên giòn. Tôi đem về nhà ăn mà da vẫn còn có độ giòn nè, phần thịt không có bị bở. Ở đây thì sẽ có một loại gà là truyền thống và gà sốt. Theo cảm nhận thì mình thấy là thích ăn gà sốt hơn nha, vì cái miếng gà thỏng đẫm sốt nhưng mà vẫn giòn chua chua ngọt ngọt, màu sắc nhìn là thấy thèm rồi. Ăn cực kỳ cuốn luôn. Sốt gia vị thì đậm đà vừa phải này, thơm lắm luôn á. Kiểu này là đảm bảo không chỉ người lớn mà mấy em nhỏ cũng mê lắm nè. Còn ai thích ăn cay thì có thể chọn thử gà sốt cay nè, vị cũng tương tự như vậy nhưng mà thêm chút vị the the cay cay kích thích vị giác lắm. Thích ăn gà sốt nhưng mà đi nhiều chi nhánh của Mr. Thịnh rồi thì chỉ có chỗ này là bán sốt thôi. Hình như sốt này là sốt đặc biệt của cái tiệm thì phải. Phần khoai lang lắc phô mai thì siêu ưng, bùi béo thơm, chả đào thì cũng ok la nha. Nóc lại liền để không bỏ lỡ cái món gà sốt này nè. Bye.